Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chiếc lên đầu chiếc bánh tăng này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cắt diệt cành bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên muôn nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa cũng làm cho những căn tăng này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân chúng ta chóng đạt tới hạnh phúc. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa đại gia nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng an ủi những ai sầu thương khóc lóc, xin Chúa cũng làm cho những chiếc căn tăng này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng có dâng người thân của họ cho sự quan trọng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết vật theo với Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Đây là một thức nặng cái áo quan. Anh chị em thân mến, Phaolô đã nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Và theo giáo lý công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế hội thánh gia chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu khắc kính cẩn theo phong tục hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy học lời cầu nguyện, xin Chúa ban lành cho chiếc áo quan và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, và cho linh hồn Maria được yên giấc ngàn khôn. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình sau khi đã được thanh tẩy trong nước rửa tội. Toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác đưa tới Chúa, là linh hồn Maria được nghỉ yên trong đó chờ ngày mới cho sống lại và về được tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa đã thắp thương Lazaro trên, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người chết.
con. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiệc thánh, tiệc mình thánh mau Chúa. Xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn, thương nhớ người chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lên tin lành Cha và một tin tin kính cầu cho linh hồn Maria. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin tin nơi Chúa Trời là Cha khen tăng vô cùng đừng lên trời đất. Tôi tin Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Giêsu Kitô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xa, xuống vùng tổ tông. Ngày thứ ba người trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngược lên hữu đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin đến nước Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông đồng. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được đến chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở thế gian đức tin liên kết, đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm bươm bao xa, vẫn vững tâm trong lên kêu cầu nơi bờ sâu. Oh.
Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che cho mọi lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lam. Thánh Chúa chúng con cho Phật sự được. Amen. Này đã thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Này trái tim được thánh thực tính đã thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Này ông thánh nhu xe là bà thánh sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hiệu, cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Giêsu Maria nhu xe con mến yêu, xin cứu lỗi lầm hồn Maria. Giêsu Maria, Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu lỗi linh hồn Maria. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.
Người thương tâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Cao rồi cho đám ngôi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ba coi nghe lời con thiên tha. Tình thương mềm ấm ngu con ngày đêm, nguồn tận xa vô tràn lan ơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng nơi Cha chỉ đến, Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thuộc vào ngày và tha nợ chúng con, nhờ chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin đưa để chúng con ra trước cản rỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tao vô cùng dùng lên trời đã. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng sinh chịu làm đời quan công. Chiều đông nay trên cây thanh giá chết mà táng xác xuống một tổ tông, ngày thứ ba vợ trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngờ bên yêu Đức Chúa Cha phép tao vô cùng, ngày sau với trời đấy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở căn tên này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin nằm sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng về lời Chúa phán. Con đã trông cậy Chúa nên nhồn con cậy vì lời ưa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ nằm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày ấy trông cậy người cho niềm, thì người đất nhân này ngày thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội. Kẻ nằm dân người thay thấy này Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho phải cùng mà được nghĩ yên. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay ấy xin đi bay sẽ được, vậy con xin Chúa lòng lành tốt thương đến các linh hồn nơi nửa niềm tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn từ sáng vô cùng hằng soi cho liên hạ. Chúng con trong vời đã thấy nước mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở vô lời chúng con nguyện. Chồng con ta nam thiếu thôn đứng nửa đồng chí nghiệp thị sáng. Này đưa thánh cha tìm đi Chúa Giêsu. Này cha tìm gửi thánh gửi tiếng đưa thánh Đức Bà Maria. Này ông thánh ngư xe là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh. Này các thánh từ đạo Việt Nam. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đòi trông Chúa nhận lời. Nếu Chúa trầm tội Chúa ơi, là
nào ai đứng vững thành thơi. Nhưng cha quan hồng tứ tha, tiến muôn thân luôn tin thờ. Từ vùng sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vùng sâu thương đau con đòi trông Chúa nhận lời. Nên anh cha và con và thánh thần. Amen. Thank you.